Alo, alo, không biết là bây giờ nghe được chưa ạ? Nếu mà mọi người đã nghe rõ mình đang nói á, thì có thể comment ở dưới để cho mình biết nha. Theo những tín hiệu mình thấy trên máy thì là mình đã nghe được rồi á. Ok, cảm ơn các bạn. Chị Tú Thanh Nguyễn ơi. Ok. Em vừa điều chỉnh lại mic rồi thì không biết là các bạn và các anh chị đã nghe rõ mình nói chưa, nếu rồi thì có thể comment ở dưới để cho mình biết nha. Thì ok, chào mừng các bạn đã đến với Acid Chơi Talk kỳ thứ 56. Thì vào thứ năm hàng tuần thì bọn mình sẽ có những buổi livestream như này để cùng gặp gỡ các publisher và giải đáp các câu hỏi của các bạn xung quanh các chiến dịch này, hoặc là bọn mình sẽ cùng giao lưu và trao đổi với các khách mời là các advertiser, các cái bạn đại diện đến từ các nhãn hàng và các chiến dịch mà hiện chúng ta đang chạy trên Acid Chơi. Thì cái tuần này thì bọn mình có một vị khách mời khá là đặc biệt. Đó là bạn Bùi Thanh Thịnh. Bạn Bùi Thanh Thịnh hiện tại là một trong những trainer của Acid Chơi Academy, và bạn Thịnh thì đang chuyên về cái mảng là Facebook Ads, và bạn Thịnh cũng đã có khá là nhiều video hướng dẫn các bạn về các cái quá trình chạy Facebook Ads từ đơn giản cho đến nâng cao. Và hiện tại thì video của Thịnh đang có trên YouTube của Acid Chơi Academy. Nếu mà bạn nào mà chưa coi video của Thịnh thì các bạn có thể lên search trên YouTube Acid Chơi Academy và coi những video đó nha. Ok, một chút trước khi mà mình vào giao lưu với lại Thịnh thì mình sẽ nhắc nhở các bạn một chút là hiện tại ở trên trang đổi quà và Acid Chơi Superboy, bọn mình đang có chương trình đổi quà dùng điểm Acid Chơi Superboy để đổi những phần quà khá là hấp dẫn. Và deal của tuần này thì bọn mình có cái bình nước, tức là bình giữ nhiệt đấy ạ. Thì mấy bạn nào mà thích cái bình giữ nhiệt này hoặc là các cái món quà khác của Acid Chơi Superboy, ví dụ như áo, sổ, bút hay là các cái món gối gối chữ C để mình để vào cổ để mình làm việc cho đỡ mệt mỏi á, thì các bạn có thể vào vào Acid Chơi Superboy để đổi quà nha. Thì cái chương trình đổi quà này chỉ diễn ra vào từ khoảng là 3 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều thì bọn mình sẽ đóng cái chương trình đổi quà. Vì thế là các bạn hãy nhanh tay lên vì chúng ta chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, thì chương trình đổi quà sẽ kết thúc của tuần này và các bạn sẽ phải chờ đến tuần sau để có thể tiếp tục đổi quà. Vì thế là nhanh tay đổi quà trên trang Acid Chơi Superboy nha. Ok, mình giới thiệu sơ sơ qua một chút về chương trình đổi quà của tuần này như vậy. Tiếp theo đây thì không để các bạn chờ lâu nữa thì bọn mình sẽ tới đến với phần giao lưu với khách mời của chúng ta hôm nay. Thì cũng như là tất cả các khách mời khác thì ngay ban đầu mình sẽ nhờ bạn khách mời là giới thiệu một chút về bản thân cũng như là cái quá trình bạn đến với Affiliate như thế nào. Lời đầu tiên thì Thịnh xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thành viên cũng như là các bạn đang xem livestream của Acetrade ngày hôm nay. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là
Bùi Thanh Thịnh, thì mình là sáng lập của blog thanh thịnh bùi.com, mà với hầu như các bạn trong digital marketing đều biết đến mình ở cái mảng đó là quảng cáo Facebook. Thì quảng cáo Facebook chỉ là cái phần ở sau. Thì trước khi mà mình được tiếp cận quảng cáo Facebook thì mình cũng làm kiếm tiền từ tiếp thị liên kết và sách trade. Nhưng mà cái cách mình kiếm tiền, cái cách mình quảng bá sản phẩm nó bằng quảng cáo Facebook, thì nhờ đó mà mình mới vững được cái kỹ năng quảng cáo. Và ngày hôm nay mình và chị Nhật ở đây sẽ ngồi để mà chia sẻ cũng như trao đổi và thảo luận với các bạn để giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về quảng cáo Facebook, đặc biệt là những cái chiến dịch CPO đang rất là hot trên thị trường. Thì mình cũng nói trước luôn là tất cả những cái thông tin mình chia sẻ ngày hôm nay đi ra từ kinh nghiệm từ bản thân của mình. Cho nên là nếu mà có bất kỳ một cái vấn đề gì thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp với mình hoặc chúng ta chia sẻ với nhau trên tinh thần đó là giao lưu học hỏi. Ok, vậy nha. Ok các bạn ơi, vì hôm nay cái chủ đề của chúng ta sẽ là Facebook Ads, và đặc biệt là liên quan đến việc chạy Facebook Ads, các chiến dịch CPO, là các chiến dịch, một số chiến dịch cost per order mới đang mới lên sóng trên SSJ. Vì thế là các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Facebook Ads và đặc biệt là Facebook Ads với chiến dịch CPO thì các bạn hãy comment ở ngay bên dưới và mình và Thịnh sẽ cùng nhau trả lời cho các bạn nha. Thì ok, vào cái phần đầu tiên này thì mình sẽ tổng hợp một số các cái thắc mắc phổ biến nhất của các bạn publisher mà đã gửi về cho SSJ để mà Thịnh có thể là trả lời. Nhưng mà đầu tiên thì có một điều mà Nhật khá là tò mò, đó là không biết là trong cái quá trình mà làm affiliate thì Thịnh có thể chia sẻ một chút về những điều bạn đã có được cũng như là những khó khăn mà bạn đã trải qua suốt cái quá trình mà từ lúc ban đầu bạn làm affiliate đến giờ không ạ? Thật ra thì cũng chia sẻ thật tình với các bạn, thì khi mà mình mới bắt đầu á, thì mình cũng giống như tất cả các bạn mới thôi, không hề biết một cái gì cả. Thì đầu tiên á, chắc chắn phải nói một cái điều này, đó là mình khi mình bắt đầu á, thì khó khăn nhiều hơn là thành công. Và đến thời điểm này khi mà mọi thứ công việc nó vào guồng rồi thì thu nhập thì cũng chỉ đủ để nuôi sống các bạn trong team của mình để chạy các kem, các chiến dịch ở trên AssetTrade thôi, chứ thật sự cũng không có gì nhiều. Nhưng mà mình thấy là cái mình học hỏi được rất là nhiều đó chính là cái kinh nghiệm đi lên từ những lần thất bại đó, từ những cái việc ví dụ như là bị khóa tài khoản quảng cáo cho đến việc target khách hàng như thế nào và xây dựng nội dung quảng cáo như thế nào để có được một cái chiến dịch quảng cáo chuyển đổi tốt, đặc biệt là những cam CPO. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn như thế. Ok, rất cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn Thịnh. Thì theo như mình biết thì ở các bạn làm affiliate thì ban đầu khi mà còn là ở cái level của newbie ấy, thì các bạn có rất nhiều khó khăn, bởi vì đơn giản là bọn mình chưa có nhiều kiến thức này, chưa có nhiều skill để làm. Vì thế nên là trong quá trình làm thì bọn mình sẽ dần dần ngày càng học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn, và đặc biệt là cái kiến thức về digital marketing. Mình sẽ vào luôn cái phần một số câu hỏi các bạn bắt sơ liên quan đến phần Facebook Ads, liên quan đến phần CPO. Thì câu đầu tiên thì là có một bạn bắt sơ hỏi là hiện tại thì mình thấy có nhiều chiến dịch CPO trên sóng của AssetTrade với mức hoa hồng khá hấp dẫn. Vậy thì theo Thịnh thì cái kênh Facebook Ads có phải là một cái kênh hiệu quả để chạy chiến dịch CPO không? Và nếu mà có thì là vì sao nó lại hiệu quả, và sau sánh nó với các kênh khác thì sao ạ? Cái câu hỏi của bạn này cũng khá là basic, và rất là nhiều bạn hỏi mình cái câu hỏi này. Thì mình cũng trả lời thẳng luôn là có thể chạy quảng cáo Facebook với các chiến dịch CPO được không? Mình trả lời luôn, đó là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên có một cái đặc điểm, những cái chiến dịch CPO nó đặc biệt hơn những cái chiến dịch như là thương mại điện tử hay là tài chính các bạn chạy á. Đó là, nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy đó là những cái chiến dịch nó mang cái tính nhạy cảm, cái sản phẩm mang tính nhạy cảm khá là cao. Nếu các bạn có thể coi qua các sản phẩm ở trên AssetTrade thì bạn sẽ thấy thì những sản phẩm mang tính nhạy cảm cao như thế, nó mang cái tính cá nhân hóa cao, ví dụ như là tăng kích thước vòng một hay các kiểu như thế, thì buộc lòng là nó vi phạm cái chính sách chạy quảng cáo của Facebook. Chúng ta phải đồng ý với nhau điều đó. Khi vi phạm như thế không phải là không chạy được, nhưng chúng ta cần, nghĩa là Thịnh nói là chúng ta không thể chạy như các chiến dịch bình thường được, mà chúng ta sẽ cần có một số những cái thủ thuật. Ví dụ như là sau khi các bạn bị khóa tài khoản, hoặc là các bạn chạy một số những cái bài viết mà bạn cảm thấy nó bị khóa, thì sau đó các bạn có thể dùng một số những thủ thuật giống như chúng ta đổi lại cái chữ để cho nó phù hợp hơn và chiến dịch của chúng ta nó chạy tốt hơn và sống lâu hơn. Và một cái phần nữa như chị Nhật có hỏi, đó là so sánh giữa CPO chạy quảng cáo Facebook với các kênh tiếp thị online khác, thì
thì nó có gì đặc biệt? Thì nếu như chúng ta đều biết một cái điều đó là quảng cáo Facebook hiện nay là phổ biến rộng rãi, hầu như nó là một cái kênh mà không phải chỉ tiếp thị liên kết mà tất cả những người làm online đều phải biết đến cái kênh này. Vì quảng cáo Facebook nó cho bạn một cái cách target khách hàng cực kỳ sâu, nghĩa là bạn sẽ target tới đúng người khách hàng mà họ đang có nhu cầu tìm kiếm về cái sản phẩm đó ở trên Facebook để mà tiếp cận họ, để họ mua hàng. Hơn hết nữa, nếu so với những kênh khác ở thời điểm này thì quảng cáo Facebook có chi phí khá là rẻ, mình nó khá là rẻ, tương đối rẻ so với những kênh ví dụ như Google AdWords thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều, và chính vì nó rẻ như thế nên nó sẽ phù hợp với đa số các bạn mới bắt đầu khi mà chúng ta chưa có nhiều vốn. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của Thịnh về cái phần mà chúng ta có thể là chạy cái chiến dịch CPO trên Facebook không. Thì hồi nãy Thịnh cũng đã phân tích cho các bạn một số những cái ý, và bây giờ mình sẽ điểm qua lại một số ý trong cái câu trả lời của Thịnh. Tức là chúng ta có thể chạy chiến dịch CPO trên Facebook, nhưng mà các bạn hãy để ý là các cái kênh CPO ấy, thì đa phần các sản phẩm khá là nhạy cảm và mang tính cá nhân hóa cao, ví dụ như là tăng kích thước vòng mồm này, tăng cường sinh lý nam, tăng cường sinh lý nữ. Như thế thì chúng ta sẽ có những sản phẩm mà có thể là bị vi phạm chính sách cái policy quảng cáo của Facebook. Vì thế là trong quá trình chạy, các bạn có thể gặp những cái khó khăn như là khóa tài khoản, như là chặn quảng cáo bị dừng và một số các khó khăn khác, thì các bạn hãy dùng một số tip để mà thay đổi câu chữ, thay đổi hình ảnh để có thể tiếp tục được quảng cáo. Ngoài ra, một cái ưu điểm của quảng cáo Facebook mà Thịnh vừa nhắc tới đó là quảng cáo Facebook có giá thành khá rẻ và phù hợp cho các bạn producer, đặc biệt là các bạn producer newbie ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến một câu hỏi tiếp theo mà các bạn cũng hỏi người bán trái số chơi để hỏi Thánh Thịnh. Đó là tôi từng chạy CPO bằng Facebook Ads nhưng đã bị khóa tài khoản khá nhiều lần vì Facebook không chấp nhận một số sản phẩm CPO. Bạn có lời khuyên gì cho tôi trong điều này không ạ? Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Sectrade, thì mình xin phép được trả lời câu hỏi này của bạn. Thì giống như mình đã nói ở ý đầu, đó chính là một số những sản phẩm CPO đa số luôn là sẽ vi phạm cái chính sách quảng cáo của Facebook, điều đó chúng ta chấp nhận. Thì bây giờ câu hỏi của bạn đó là cách khắc phục, chúng ta hiểu nó là cách khắc phục và có những cái thủ tục gì để cái chiến dịch của chúng ta nó sống lâu hơn trước khi bị khóa tài khoản. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái thủ tục gọi là cơ bản, gọi là bạn có thể tự làm được và sau này bạn có thể mở rộng bằng cách là thuê nhân viên làm việc cho bạn. Đầu tiên đó là khi mà các bạn xác định chạy CPO hoặc nói chung là các bạn đã chạy quảng cáo Facebook thì các bạn tuyệt nhiên không nên có một tài khoản quảng cáo, chúng ta nên có nhiều hơn một tài khoản quảng cáo được mà. Thì cách nuôi tài khoản, bạn cứ tạo một một cái tài khoản Facebook cá nhân mới như là bạn đang sử dụng vậy thôi, rồi chúng ta cũng sẽ đi kết bạn nè, đi nhắn tin, đi like, đi comment để có một cái tài khoản Facebook thật là chất lượng như một người dùng thật vậy đó. Thì chúng ta cứ tạo ra, ví dụ như mỗi ngày bạn tạo một cái thì 10 ngày bạn có được một cái tài khoản quảng cáo rồi đó. Đó là một cách. Cái cách thứ hai nữa, một cái thủ tục thứ hai nữa đó chính là cái việc các bạn thường hay lấy những cái hình ảnh người thật, các bạn thường hay ví dụ tăng kích thước vòng mồm thì các bạn thường hay lấy hình ảnh của một cái người ở trên Google, một cái bạn nữ mà ăn mặc hơi khá là mát mẻ và lộ quá nhiều da thịt, thì điều đó nó làm cho vi phạm chính sách của Facebook. Thì bây giờ lắp như thế nào? Thì cái thủ tục mà các bạn có thể làm được trong trường hợp này á, đó là các bạn sẽ biến thay vì hình ảnh người thật đúng không, thì các bạn sẽ làm thành hình ảnh hoạt hình. Hoạt hình có nghĩa là nó sẽ làm anime, nó sẽ làm kiểu anime, thì giống như là những cái không phải là người thật nhưng các bạn sẽ vẽ, nó sẽ làm nó ra thành giống như là người thật nhưng mà bằng những cái nét vẽ hoạt hình, thì những cái đó nó sẽ sống lâu hơn. Ok, cảm ơn Thị. Thì về cái phần chạy CPO này thì mình cũng có thêm một số ý kiến là mình thấy một số bạn là các bạn không dùng hình ảnh người thật nhưng mà bạn ấy dùng các hình ảnh khác, ví dụ hình ảnh trái cây rồi hình ảnh quả này quả kia để biểu tượng cho cái hình ảnh của sản phẩm mà các bạn ấy muốn đề cập. Ví dụ như là cái lúc mà bạn ấy chạy quảng cáo hình tăng vòng mồm chẳng hạn, bạn ấy lấy hình quả cam, sau đó bạn lấy hình quả bưởi rồi đó, kiểu như vậy. Tức là các bạn ấy lách luật bằng cách là dùng những hình ảnh ứng dụng, người dùng nhìn vào thì hiểu ngay à nó đang quảng cáo thuốc tăng vòng mồm chẳng hạn, nhưng mà Facebook thì nó lại chỉ biết đó là đó là hình trái cây thôi. Đó cũng là một cái phương pháp lách luật mà các bạn có thể là dùng để chạy quảng cáo CPO ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái câu hỏi tiếp theo. Thì một bạn hỏi trong Facebook Ads
Tức là Facebook Ad Manager ấy, thì cho phép chúng ta set chiến dịch quảng cáo khá là nhiều mục đích. Ví dụ như khách hàng sẽ gửi tin nhắn cho fanpage này, khách hàng sẽ tương tác like, comment, share này, khách hàng sẽ click vào link này. Thì theo Thịnh thì cái chiến dịch dạng nào sẽ phù hợp với các chiến dịch CPO? À, đầu tiên á thì mình sẽ nói sơ qua về các cái mục đích ở trong cái trình tạo quảng cáo. Các bạn hay thấy á, những cái mục đích ban đầu khi chúng ta bắt đầu tạo quảng cáo thì những mục đích nó có ý nghĩa như thế nào, thì khi bất kỳ một cái khách hàng nào họ lên trên Facebook họ làm những hành động nào, ví dụ như họ hay tương tác với những bài viết liên quan đến chủ đề nào, họ hay click vào link những cái bài viết liên quan đến chủ đề nào, thì những cái hành động đó đều sẽ được Facebook lưu lại và cung cấp cho những nhà quảng cáo như chúng ta. Thì đi ra từ những cái điều đó thì bạn sẽ có những này, bạn muốn cái chiến dịch của bạn nó có những cái mục tiêu như thế nào, những cái mục đích cuối cùng mà chạy chiến dịch là gì, thì tất cả chúng ta đều có mục tiêu cuối cùng, đó là chạy chiến dịch là để có ra đơn hàng. Thì mỗi một cái mục tiêu quảng cáo mà Facebook nó đề ra như thế, nó đều có một cái giá chi phí, cái chi phí quảng cáo nó rất là khác nhau. Hiện tại rẻ nhất có thể nói là chạy quảng cáo video, video thì sẽ có giá tương tác cực kỳ thấp. Kế đến đó chính là chạy tương tác, chạy quảng cáo tương tác bài viết. Và nếu mà bạn nào có ngân sách cao hơn một chút, chúng ta có thể chạy quảng cáo với lại cái mục gửi tin nhắn ha, khách hàng gửi tin nhắn cho fanpage đó, thì cái hình thức chạy quảng cáo đó nó khá là tốn kém và chi phí khá là cao. Đó thì mình khuyên đến hiện tại đến bây giờ các chiến dịch mình chạy cũng quanh quẩn vẫn chỉ là chạy tương tác bài viết và click vào link thôi, chứ thật ra là hầu như là những cái mục tiêu đó nó không hề khác nhau quá nhiều đâu, nó khác nhau các bạn chỉ có được một cái mức độ chênh lệch ở các chiến dịch nhiều là ở cái việc chúng ta thay đổi cái nội dung bài viết. Nếu mà hai bài viết thay đổi nội dung hoàn toàn khác nhau thì cái kết quả nó sẽ khác nhau, còn về cái mục đích chạy quảng cáo thì nó không hề chênh lệch nhau nhiều lắm về kết quả. Ok, tức là theo Thịnh thì cái chuyện mà chúng ta chọn cái mục đích là khách hàng gửi tin nhắn hay là mục đích là khách hàng tương tác với bài viết, khách hàng xem video thì cũng đều có một cái mục đích cuối là lấy được data đúng không ạ? Lấy được data của người cần mua cái sản phẩm đấy. Thì mình có hỏi thêm một chút là lúc nãy Thịnh có nói là cái tất cả các mục đích đấy nó không khác nhau về mặt kết quả. Thì mình cũng nghĩ cũng như là một số bạn web sơ sẽ chưa hiểu lắm ở vấn đề này. Tức là bây giờ mình lấy ví dụ nha, nếu mà mình chạy ngân sách là 1 triệu chẳng hạn, mình chia cho 3 set quảng cáo, 3 campaign quảng cáo, mỗi campaign quảng cáo là một mục đích khác nhau, thì cái kết quả đi ra phía sau cùng là giống nhau, thì mình có thể giải thích thêm về cái chuyện này không ạ? À, cái ví dụ như chị Nhật nó nói là 1 triệu mà các bạn chia ra cho 3 chiến dịch với 3 mục tiêu khác nhau, thì là về cái kết quả, ví dụ như các bạn có chạy tương tác thì cái lúc đó cái kết quả của cái chiến dịch đó sẽ là Tương nó tập tác. trung vào tương tác, còn khách hàng gửi tin nhắn thì nó cũng sẽ như thế. Như ý Thịnh nói ở đây á, có nghĩa là hồi nãy lúc đầu mình đã phân ra đó là cái việc chúng ta chia ra hai cái hướng, đó là chạy mục tiêu giá cao và chạy mục tiêu giá thấp. Giá tương tác chi phí thấp á, thì có chạy video và chạy tương tác, còn nếu bạn nào có ngân sách cao hơn á, thì chúng ta sẽ chạy khách hàng gửi tin nhắn đó. Cho nên là nếu mà các bạn mới bắt đầu thì định khuyên các bạn cứ chạy luôn cái chạy tương tác đi cho nó dễ và cho nó gọi là cơ bản và basic nhất, thì đến bây giờ chạy cũng thế thôi, mọi người cũng chạy với nhau là chạy tương tác cũng mang về khá là tốt đơn hàng, không cần phải những cái quá cao siêu để làm gì. Nhật sẽ hỏi thêm một câu ngoài lề một chút, đó là cái việc chạy tương tác thì Nhật thấy là một số các cái bạn có bị một vấn đề là bị bị bê đối thủ lấy cái tương tác, lấy cái comment của khách hàng mà đưa thông tin ở dưới ấy. Thì không biết là Thịnh có một số cách tip hay một số các cái tool gì để giới thiệu cho các bạn để mà tránh cái trường hợp mà bị bê đối thủ lấy không ạ? À, lấy data bị đối thủ lấy data là chuyện rất là bình thường. À, thậm chí bây giờ trên thị trường nó có rất là nhiều công cụ để mà làm cái việc đó, thì các bạn cũng sẽ thấy có rất là nhiều người làm cái công việc đó. Ví dụ như là VFB hay ATB, họ sẽ quét được những cái comment của khách hàng, sau đó lấy cái UID đó về để mà họ chạy quảng cáo. Thì cách mà chúng ta đối phó việc này đó là chỉ có là chúng ta ẩn những bình luận đó thôi, chỉ còn ẩn bình luận. Tại vì bạn phải hiểu như thế này, nếu bây giờ chúng ta ẩn hoặc là chúng ta giấu đi những cái tương tác của khách hàng thì nó lại mất lợi một phần cho chúng ta, đó là cái khách đến sau đó, họ sẽ thấy là cái bài viết của mình nó quá buồn tẻ và À, nó không tin tưởng. đúng là họ không tin tưởng, vì nói thẳng ra là khách hàng Việt Nam chúng ta có một tâm lý là tâm lý đám đông,
thì cũng đám đông, cho nên là thường họ thấy cái gì mà nhiều comment, nhiều like, nhiều share thì họ mới tò mò họ vô xem nó là cái gì mà lại nhiều người ấy đến như thế đó. Thì chúng ta cũng phải có chúng ta cũng nên cân nhắc giữa hai việc đó. Ok, thì cảm ơn câu trả lời của thầy. Thì các bạn ơi, nếu mà các bạn gặp trường hợp mà bị đối thủ lấy data ấy, thì các bạn có thể là cân nhắc giữa cái việc là mình ở comment hoặc là không. Bởi vì cái việc ở comment này thì nó có cả mặt lợi lẫn mặt hại. Tức là nếu mà mình ở comment thì bên đối thủ không thể lấy được data khách hàng của mình, tuy nhiên thì cũng làm giảm cái tương tác của cái bot đó. Bởi vì khách hàng đến sau họ sẽ thấy là ồ, không có ai comment hết, thì họ sẽ nghĩ là cái sản phẩm này hoặc là cái bot này không có gì hấp dẫn. Nên thế các bạn có thể cân nhắc ha. Một câu hỏi tiếp mà nữa mà các bạn có gửi đến đó là các chiến dịch sản phẩm hỗ trợ sinh lý có chạy được Facebook Ads không? Nếu không được, bạn có thể gợi ý một giải pháp khác nào cho mình không? Không. Câu này thì khá là giống câu hỏi hồi nãy, thì chắc là Thịnh đã có trả lời rồi. Tức là các sản phẩm hỗ trợ sinh lý, ví dụ tăng phòng 1 này tăng sinh lý nam, tăng sinh lý nữ thì hoàn toàn có thể chạy. Tuy nhiên là các bạn phải cẩn thận một chút về cái vấn đề hình ảnh và câu chữ. Bởi vì Facebook là nó xét duyệt cái policy của nó trên hình ảnh và câu chữ, nên là nếu mấy bạn lấy mấy cái hình người hở hang này, nhiều da thịt này, hay là những cái câu ví dụ so sánh cái chuyện tăng giảm cân gì đó là cũng đã vi phạm rồi. Nên chúng ta có một giải pháp là về câu chữ, các bạn hãy tránh nhắc đến những từ mà vi phạm policy của Facebook. Về hình ảnh thì các bạn đừng nên sử dụng những hình ảnh người thật và hở da thịt nhiều quá. Các bạn có thể dùng các hình ảnh ẩn dụ, ví dụ như đồ vật hay trái cây hay gì đó, bất kỳ cái gì, và để không bị Facebook chặn nha. Mình sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo. Mình có nghe một bạn chuyên gia chạy Facebook Ads chia sẻ là nên A/B testing trước khi chạy chính thức. Tức là chính thức ở đây mình nghĩ là tức là khi mà bước ngân sách lên cao ấy, thì bạn có thể Thịnh có thể giải thích thêm cho mình về lợi ích của việc này và cách thức testing như thế nào cho hiệu quả không? À, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì về cái kỹ thuật A/B testing thì một cái kỹ thuật này Thịnh cũng đã chia sẻ ở trên blog của Thịnh, trên blog thanhthinhmùi.com rồi, nhưng mà ở đây Thịnh cũng sẽ nói lại. Thì cái kỹ thuật A/B testing này nó là như thế nào ở trong quảng cáo Facebook? Thật ra mình cũng nói cái này chỉ là quan điểm cá nhân của Thịnh thôi. Thì Thịnh nghĩ như thế này, dù thật ra cái chữ test nó không có, nó chỉ là sau một cái quá trình bạn chạy chiến dịch và bạn đúc kết được một cái kết quả cho riêng bạn, riêng về cái tệp khách hàng của bạn, thì bạn mới gọi những cái chiến dịch cũ đó gọi là test. Nhưng mà Thịnh thì không nghĩ như thế. Thịnh nghĩ chiến dịch nào một khi mà bạn đã lên để chạy thì bạn đều phải chạy nó chỉnh chu y như là một cái chiến dịch chính thức vậy đó. Bạn đừng có mang cái suy nghĩ là mình chạy để test. Nếu bạn mang cái suy nghĩ bạn chạy để test á, thì mình cá với bạn luôn là bạn sẽ làm hình ảnh và nội dung nó không có chỉnh chu. Vì nó không chỉnh chu như thế cho nên là mang đến một cái hiệu quả quảng cáo không tốt. Và bạn sẽ đi vào một cái vòng lẩn quẩn là tại sao mình test hoài mà kết quả cứ hư hoài, không được, không có khả quan. Đó là như thế, các bạn đừng mang cái suy nghĩ là test quảng cáo. Bạn cứ lên thẳng cho mình một cái chiến dịch đàng hoàng từ A đến Z, từ hình ảnh, nội dung đến target. Các bạn nghiên cứu về hành vi khách hàng, sử dụng những công cụ để nghiên cứu về target, để target nó thật hoàn toàn chỉnh chu. Và ban đầu bạn có thể chạy ngân sách thấp, bạn không cần thiết phải là chạy ngân sách cao để làm gì cả. Đó, thì bạn cứ chạy, nếu mà sau này nó hiệu quả thì bạn nâng ngân sách lên, còn nếu mà nó kém hiệu quả thì bạn loại bỏ nó đi. Đó, thì thật sự là trong với Thịnh, sau một cái quá trình kinh nghiệm Thịnh chạy quảng cáo thì Thịnh thấy là chẳng có chiến dịch nào là test cả. Chúng ta đều phải làm đúng và bài bản nó từ ngay từ đầu, thì cái kết quả nó đem về nó mới khách quan và bạn mới đánh giá nó được. Chứ ban đầu bạn cứ suy nghĩ đó là chiến dịch test thì bạn sẽ làm nó rất là lơ mơ. Tại mình nghĩ chạy thử thôi mà, cần gì phải làm kỹ. Đó, nhưng nếu mà cứ như thế thì kết quả không bao giờ tốt được. Tại vì bạn cũng bỏ tiền ra mà, chúng ta cũng đã mất tiền để chạy quảng cáo thì tại sao không mất tiền cho nó đáng, đúng không? Đã bỏ tiền ra chạy thì phải chạy cho nó đáng, phải đầu tư từ A đến Z luôn. Rồi. Thì thực ra mình nghĩ thì với một chiến dịch Facebook Ads thì có hai cái vấn đề quan trọng nhất là một là content để chạy, sau đó là cái phần target. Thì cơ bản hai cái này là đều cần một cái khoảng thời gian để mà nghiên cứu sản phẩm rất là kỹ, đúng không ạ? Thì các bạn bắt đầu sơ thì cũng như là các lời bạn Thịnh vừa khuyên các bạn đấy, thì các cái chiến dịch Facebook ấy các bạn xét ấy, thì không có chiến dịch nào là test hay là chiến dịch chạy thử hay là chiến dịch chạy nước cả, mà là các bạn phải
làm một chiến dịch nó cẩn thận và chỉn chu ngay từ đầu, thì lúc đó thì cái hiệu quả đem về nó của các bạn mới hiệu quả. Nếu không các bạn mà mang cái tâm lý là ồ mình chỉ làm test thôi mà, hay là mình chỉ chạy ngân sách nhỏ thôi mà, có mất mát thì cũng không sao đâu, thì đồng nghĩa với việc là chiến dịch của đó của bạn sẽ không hiệu quả và các bạn sẽ bị tốn tiền doanh nghiệp đó và cũng không có giúp ích được gì cho các chiến dịch sau đó cả, kể cả bạn có tăng ngân sách lên. Vì thế là các bạn hãy lưu ý vấn đề này nha. Ok, mình sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo. Các bạn đang xem livestream á, nếu mà có câu hỏi gì liên quan đến Facebook Ads, đặc biệt là Facebook Ads dành cho các chiến dịch SEO, thì các bạn hãy comment ở ngay dưới nha, thì mình và Thịnh sẽ cùng trả lời. Hello bạn Vũ Xuân Thủy. Bạn Vũ Xuân Thủy có hỏi các sản phẩm nào nên dùng Facebook Ads. Các bạn Vũ Xuân Thủy ơi, thì theo như mình thì các sản phẩm đều có thể sử dụng Facebook Ads nha. Chỉ có cái là bạn nên lưu ý như là cái câu trả lời hồi nãy của Thịnh đó, là các sản phẩm mà sinh lý hay là các sản phẩm nhạy cảm thì nên là cân nhắc về việc điều chỉnh hình ảnh cũng như câu chữ để cho Facebook không khóa tài khoản của bạn nha. Phan Mạnh Cường có chào, hello anh Thịnh. Bạn Đoàn Xuân Tâm có hỏi setup một chiến dịch ad nên dự bị khoảng bao nhiêu tiền, thì không biết là có lẽ là bạn Đoàn Xuân Tâm đang phân vân về cái budget của chiến dịch ad ngân sách. Thì không biết Thịnh có thể trả lời một chút cho bạn Đoàn Xuân Tâm không ạ? Câu hỏi của bạn Đoàn Xuân Tâm là liên quan đến mặt ngân sách mà rất là nhiều bạn cũng hỏi mình cái câu này. Thì nên bắt đầu chạy quảng cáo bao nhiêu tiền là hợp lý? Thì thật sự á, đối với quảng cáo Facebook á, bạn chỉ cần bạn vô bạn xét 20.000 thôi, nó đã cho bạn chạy rồi. Đó, cho nên là cái vấn đề mà chạy bao nhiêu tiền là hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Bạn muốn chạy 20.000 cũng được, bạn muốn chạy 10 triệu cũng được, nghĩa là Facebook nó cho bạn chạy hết. Nhưng mà mình khuyên á, nếu mà bạn mới á, và để cái chiến dịch quảng cáo Facebook bạn nó có được cái hiệu quả mà bạn để bạn rút kinh nghiệm á, thì bạn có thể bắt đầu với việc chạy quảng cáo từ 50.000 đến 100.000 một ngày. Đừng chạy 20.000, 20.000 bây giờ bạn chạy nó không thèm cắn tiền luôn, nó không có làm được gì hết. Bạn có thể cân nhắc 50.000 đến 100.000, ưu tiên 100.000 đi, thì lúc đó cái hiệu quả quảng cáo báo về á, nó sẽ giúp cho bạn có được kinh nghiệm hơn, nó sẽ quảng cáo của bạn chạy tiếp cận với khách hàng á, nó có cơ hội chạy tiếp cận với khách hàng, thì chỉ số báo về sẽ giúp bạn có được nhiều kinh nghiệm hơn cho những cái chiến dịch lần sau. Đó là lời khuyên của mình. Các bạn ơi, xem nên mình tìm hiểu thì Facebook thật sự là một trong những kênh quảng cáo mà khá là rẻ so với các kênh quảng cáo khác. Vì nếu mà các bạn nào mà thử tìm hiểu các kênh khác gần gũi nhất, ví dụ như Google AdWords nào, còn xa xôi hơn ví dụ như là quảng cáo trong các cái tạp chí hay quảng cáo native ad chẳng hạn, thì các bạn thấy là cái ngân sách cực kỳ khủng. Mấy bạn nạp có khi là một cái lần đầu tiên mấy bạn nạp là họ đã bắt mấy bạn nạp là từ $100 đổ lên rồi. $100 là ngân sách thấp nhất, thậm chí nó còn chưa ra đơn nữa cơ, mà bên các bạn account manager của các cái ad network khác đều khuyên là các bạn hãy nạp $500 đi, $500 ngay lần đầu tiên. Thì cơ bản đó là một con số mà không phải là publisher nào cũng có thể là thực hiện được ngay trong cái lần chạy đầu tiên, đúng không ạ? Thế Facebook ad cũng là một kênh nên cân nhắc để nếu mà cho các bạn newbie mà chưa có nhiều kinh nghiệm ạ. Một câu hỏi tiếp theo thì liên quan đến cái việc mà scale, tức mở rộng ngân sách, thì một bạn có hỏi là mình quan tâm tới scale mở rộng ngân sách khi chạy CBO, tức là bình thường mình chạy ngân sách nhỏ thì có ra đơn, thậm chí là ra đơn cũng tốt, nhưng mà khi tăng ngân sách lên thì là tỷ lệ ra đơn thấp hẳn, thấp một cách đột biến. Theo bạn thì làm thế nào để mình scale tốt với Facebook Ads? Đối với vấn đề mà scale mở rộng khi mà bạn chạy quảng cáo Facebook á, thì nó có một cái nguyên lý như thế này nè. Nếu như bạn để ý á, bạn chạy ngân sách thấp thì cái giá chi phí của nó khá là rẻ. Nhưng mà khi mà bạn tăng ngân sách lên là giá thầu lại tăng lên. Thì cái điều này nó dễ hiểu một cái điều, bạn hiểu cái nguyên lý hoạt động của quảng cáo Facebook là như này. Nó hiểu cái ngân sách khi mà bạn, ví dụ mà bạn bỏ 50.000 lúc đầu đúng không? Thì sau đó nó sẽ chạy cho bạn kết quả, sau đó bạn tăng lên 100.000 ngân sách, thì lúc đó nó sẽ hiểu là bạn muốn trả thêm tiền cho quảng cáo và bạn có cái khả năng chi trả cho quảng cáo Facebook. Mình dùng cái từ là có khả năng chi trả, ý là đang nói về vấn đề là bạn có nhiều tiền đó. Thì Facebook nó hiểu như thế và đồng nghĩa là nó sẽ nâng cái giá thầu, nâng cái giá chi phí tương tác của bạn lên. Đó là một cái nguyên lý mà nó hoạt động như thế. Thì về cái việc mà scale á, thì chúng ta có rất là nhiều hướng để scale. Đầu tiên á, nếu mà bạn phải có một cái điều lưu ý như thế này. Khi mà chiến dịch của bạn chạy tốt thì hầu như các bạn đều có cái thói quen, đó là chúng ta sẽ chỉnh sửa cái chiến dịch đó. Chúng ta sẽ vô edit
chúng ta sẽ vô chỉnh sửa và tăng ngân sách trực tiếp ở trong cái chiến dịch đó, thì mọi việc mà các bạn chỉnh sửa ở trong cái chiến dịch quảng cáo á, đều sẽ làm cho Facebook phải thuật toán lại ngay từ đầu, phải thuật toán phải xét dịch review lại luôn, đúng rồi, phải review lại luôn từ đầu luôn á, thì đồng nghĩa lúc đó cái kết quả của bạn sẽ không còn như cũ nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mà bạn muốn tăng ngân sách thì và cách an toàn á, thì mình khuyên là bạn có thể duplicate, nghĩa là sao chép cái chiến dịch đó ra, sao chép chiến dịch ra, đó là một cách. Cái cách thứ hai nữa đó là bạn có thể dùng cái công cụ lookalike audience, đó là cái công cụ đối tượng tương tự của Facebook á, để bạn có thể mở rộng những cái tệp đối tượng tùy chỉnh ra để cái tệp đối tượng bạn nó bự hơn, để bạn chạy nó chính xác hơn và với cái mức ngân sách cao hơn. Đó là lời khuyên của mình. Thì mình cũng bên lề hỏi thêm một chút liên quan đến cái việc lookalike. Thì lookalike là một cái công cụ của Facebook giúp bạn là có thể mở rộng cái tệp audience mà các bạn đã chạy. Tuy nhiên thì mình sẽ hỏi thêm một chút là mình có thể lookalike với cái tệp tối thiểu là bao nhiêu, hay là tệp nào cũng lookalike được? Và lookalike thì mình có nhiều cái level lookalike đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Thì theo Thịnh thì nên lookalike đến level nào là tốt nhất? Nói về vấn đề lookalike á, thì có nghĩa là nếu các bạn muốn look alike thì các bạn phải có một cái tệp cơ sở nguồn, đúng không? Có một cái tệp cơ sở nguồn, thì bạn hình dung á, cái tệp cơ sở nguồn đó của bạn nó giống như một cái gốc cây, còn cái tệp look alike nó giống như một cái ngọn cây vậy đó. Có nghĩa là cái tệp cơ sở nguồn của bạn nó càng chất lượng bao nhiêu, chất lượng ở đây mình đang nói về cả số lượng và cả cái chất ở bên trong cái tệp đó luôn nha. Cái chất của cái tệp đó được xác định như thế nào, nó xác định từ cái hành vi của cái tệp đó. Và cái tệp chất lượng nhất đó là tệp gì? Đó là tệp danh sách những khách hàng đã từng mua hàng bên bạn rồi. Nhưng mà nếu chúng ta làm tiếp thị liên kết thì chúng ta sẽ khó có được cái file danh sách khách hàng. Thì mà có rất là nhỏ. Đúng rồi, có rất là nhỏ. Thì cái tệp mà mình khuyến nghị các bạn có thể tạo ra đó là cái tệp những khách hàng đã từng nhắn tin cho fanpage. Một. Cái tệp thứ hai nữa là những khách hàng đã từng tương tác với một bài viết bất kỳ trên fanpage. Tại vì ưu tiên những khách hàng họ có tương tác á, thì cái hành vi của họ sẽ chuẩn hơn, và lúc đó chúng ta look alike. Rồi nói qua vấn đề look alike. Look alike nó sẽ có rất là nhiều cái phần trăm. Các bạn sẽ thấy là 1%, 2%, 3%. Thì 1%, 2% nó có nghĩa là nó sẽ lấy 1% của toàn dân số. Nó sẽ tìm những người giống với lại cái tệp cơ sở nguồn của bạn. Để nó lấy một cái tệp mở rộng. Một cái tệp mở rộng tương tự. Thì cái tệp look alike mà có thể nói là ổn nhất đó chính là cái tệp 1%. Càng về sau nó sẽ càng loãng, tại vì cái đối tượng khách hàng nó sẽ mở rộng ra, cái phạm vi khách hàng nó tìm nó sẽ mở rộng ra, thì cái tệp mà nhỏ, cái tệp mà khá là chất lượng, tôi nói chất lượng nhất đó là tệp 1%. Ha, rồi hồi nãy chị có hỏi là cái gì vậy? Mình có hỏi thêm hai câu. Một là cái lúc ở lại cái tệp gốc á, thì nên có cái độ lớn như thế nào, và câu thứ hai là mình lúc là cái mức nào thì là tốt nhất, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái mức là em trả lời rồi đúng không? Mức là 1% rồi. Còn về cái độ lớn của cái tệp cơ sở nguồn á, cái độ lớn của cái tệp đó thì tất nhiên là càng nhiều sẽ càng tốt, nhưng mà ở cái mức gọi là khoảng chừng 1.000 đến 2.000 người là bạn nó bắt đầu có thể lúc, nghĩa là Facebook nó đã cho bạn lúc online được ở cái số lượng đó rồi, nhưng mà Thịnh Quyên thì nó càng nhiều càng tốt thôi. Ok, rất là cảm ơn thầy. Thì bây giờ mình sẽ coi một số câu hỏi các bạn ở sau đang theo dõi livestream để mà mình trả lời nha. Bạn bên Connor có hỏi dùng clone quảng cáo có hiệu quả không? Clone tức là cái nick ảo á. Thì có lẽ là cái việc clone thì mình phải nuôi đúng không ạ? Thì thầy có thể chia sẻ một chút cái chuyện nuôi tài khoản rồi để nó chạy được quảng cáo. Rồi qua vấn đề chạy tài khoản clone hay gọi là tài khoản phụ hay tài khoản giả, thì có rất là nhiều cái vấn đề xung quanh nó. Đầu tiên á, cái vấn đề nó là tài khoản phụ hay không, nó là do bạn nghĩ thôi, chứ thật ra Facebook nó vẫn nghĩ đó là một tài khoản người dùng bình thường đó, nó vẫn cho các quyền chạy quảng cáo bình thường không khác gì cả. Rồi đó cái vấn đề thứ hai nữa là nuôi tài khoản. Thì hiện nay á, cái việc mà nuôi tài khoản Facebook mà bằng tool, bằng công cụ tự động á, thì nó đã rất là hạn chế. Có nghĩa là Facebook càng ngày nó càng thông minh hơn và nó hiểu đâu là tài khoản không tương tác bình thường, đâu là tài khoản tương tác bình thường rồi. Cho nên là bây giờ nuôi thì buộc lòng bạn phải nuôi bằng tay. Đó, bạn có thể nuôi bằng tay, có nghĩa là bạn sẽ vô xong rồi tạo một tài khoản, rồi có avatar, có ảnh bìa bình thường, rồi đi có thông tin, có bình thường á, bạn cứ nghĩ nó giống như một cái tài khoản Facebook mới của mình luôn. Đó, không khác một cái gì hết. Bạn đừng có nghĩ nó là cái tài khoản Facebook phụ.
đó, bạn cứ làm nó chỉnh chu đàng hoàng như Facebook bình thường hết, rồi bắt đầu bạn mới đi kết bạn, rồi đi tham gia group, có thể tham gia những group mà Facebook chính của bạn tham gia luôn đó, rồi đi nhắn tin, đi comment, đi thả tim như một người dùng. Nhưng mà đừng làm quá, nếu các bạn làm quá thì Facebook nó sẽ nghi Không được làm quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn quá phải quá không ạ? ngắn. Đúng rồi, đừng làm quá nhanh trong thời gian quá ngắn, cứ làm bình thường. Giống như bạn làm, ví dụ mỗi ngày bạn vô Facebook bạn like người nào đúng không, thì bạn chợt nhớ thì bạn qua bên Facebook đó bạn làm luôn lần vậy rồi xong, cứ hết ngày cứ mỗi ngày như thế thôi. Rồi về vấn đề thứ ba là chạy quảng cáo bằng tài khoản phụ thì có hiệu quả không, thì giống như mình đã trả lời rồi, Facebook nó cũng thấy đó là một cái tài khoản như là một cái tài khoản chính bình thường của bạn thôi, chứ không, nó không có phân biệt đâu là phụ đâu là chính cả đó, cho nên là vẫn chạy quảng cáo như bình thường nha. Vậy thì mình cũng có là một số cái kinh nghiệm liên quan đến việc này, tức là trước đây thì như Thịnh vừa nói là Facebook là nó coi cái tài khoản chính và tài khoản phụ của mình là như nhau. Tuy nhiên thì mình có để ý là cái độ mà thời gian mà mình tạo tài khoản, tức là cái tài khoản mà Thịnh tạo từ lâu rồi á, cái tài khoản Thịnh mới tạo ấy, thì nó vẫn có những sự ưu tiên khác nhau nhất định, thì điều này có đúng không ạ? À, cái đó thì mình cũng không thấy Facebook nó có một cái văn bản nào để nói về việc đó, thì đi ra từ Cái kinh này nghiệm cá là nhân là chị đúng. cảm nhận thôi. Đúng rồi, cái đó thì chị nhận nó đúng đó, hoàn toàn chính xác. Nếu bạn xài một cái Facebook mà lập từ 7-8 năm trước với cái Facebook mới lập từ hôm qua, nó sẽ chênh lệch và khác nhau rất là nhiều về cái mức độ, thậm chí là những cái bài post lên trên tường nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều về cái độ tiếp cận khách hàng đó, thì cái đó nó đúng. Vì thế nên nếu mà mấy bạn mà có thời gian, có điều kiện, mấy bạn nên lập sẵn một vài nick và hôm sau lập một hai nick nữa. Tức là đừng lập quá nhiều nick trong một ngày, trên một IP, trên một máy tính thì nó sẽ có thể nó sẽ block và không cho bạn cái tính năng mà lập nick mới nữa. Tuy nhiên thì có thời gian các bạn hãy lập nick và để đó và nuôi dần dần. Chứ đừng có quá vội vàng, ví dụ như là ồ hôm nay mình cần chạy quảng cáo không? Sáng bạn bạn lập nick xong bạn đi comment tá lả, bạn thả tim bút xua xong rồi đến chiều bạn dám qua bạn chạy quảng cáo luôn hoặc là làm gì đó nhiều quá thì Facebook có thể là khóa cái nick của bạn luôn ha. Thì cái vấn đề về cái độ tuổi thọ của tài khoản thì cũng chưa có một văn bản nào của Facebook là quy định là tài khoản bao nhiêu năm thì được ưu tiên hơn hay tài khoản mới lập hôm qua thì sẽ bị gắt hơn. Tuy nhiên thì tất cả những ai mà làm việc với Facebook và chạy quảng cáo này, làm social này thì đều ngầm hiểu một điều là Facebook luôn luôn ưu tiên các tài khoản cũ. Vì thế là nếu mà mấy bạn lập tài khoản thì hãy lập dự phòng một vài cái ha. Một câu hỏi cũng ngắn thôi của bạn Quân Anh Trần. Hai Thịnh và bạn nữ cho mình hỏi nên setup quảng cáo cho web so sánh giá như thế nào để hiệu quả thì thì câu này cũng liên quan đến Facebook ấy nhưng mà không liên quan đến CPO một chút thì thôi thì Thịnh trả lời luôn cho bạn là bạn đang hỏi về cái web so sánh giá. Cái web so sánh giá thì bạn chạy quảng cáo cho nó, thì thật sự cái web so sánh giá nó chỉ là một cái model thôi, nó chỉ là một cái dạng của một cái website affiliate thôi, chứ thật ra về cơ bản nó nghĩa là cái sự so sánh giá nó giúp cho cái tăng cái conversion rate, có nghĩa là cái tỷ lệ chuyển đổi của trên website của bạn cao hơn. Thì bạn vẫn phải có những cái bài review đúng không, thì định nghĩa là bạn vẫn phải có. Thời nay không thể bạn chỉ post so sánh giá và sản phẩm là xong, thì bạn sẽ không thể cạnh tranh lại, thì bạn vẫn phải có những cái bài review, những cái bài đánh giá, những cái bài so sánh sản phẩm này với sản phẩm kia, thì trong những cái bài đó bạn mới chèn so sánh giá như được đó, thì lúc đó cái tỷ lệ chuyển đổi của bạn nó sẽ tốt hơn. Thì bạn chạy quảng cáo bạn vẫn phải đổ traffic từ Facebook vô những cái bài viết đó là chính chứ, thì lúc đó cái tỷ lệ khách hàng mua hàng mới cao. Tại vì bạn hiểu một điều là khách hàng họ trên Facebook á, là họ được khơi gợi nhu cầu qua quảng cáo đó, có nghĩa là họ bắt gặp đúng cái bài viết của bạn, họ mới vô bài viết đó và họ đọc, thì họ đang đúng cái nhu cầu của họ thì họ sẽ mua. Thì bạn phải gọi là giáo dục họ hoặc là review cho họ thấy thông qua những cái nội dung mà bạn ở trên website đó, thì nó chỉ là một dạng như thế thôi, web so sánh giá chỉ là một dạng thôi. Ok, bạn Quân Anh Trần ơi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về phía góc nhìn của ACJ liên quan đến việc mà mô đồ web so sánh ha. Thì cái web so sánh giá thì các bạn làm thì thường thường cái content của các bạn có hai dạng. Một cái là cái content là review, tức là content review sản phẩm này sản phẩm kia, sản phẩm 1, 2, 4, 5, 5 sản phẩm tốt nhất chẳng hạn, 5 cái loa tốt nhất mà các bạn đang xài hay gì đấy. Còn cái content thứ hai có nghĩa là cái bảng so sánh giá của các cái sàn thương mại điện tử mà đang bán cái loa đấy chẳng hạn. Đó là hai cái content chủ yếu của web so sánh giá. Thì mấy bạn hãy hiểu một điều là cái
chính để mà web so sánh lên traffic và traffic đổ về có hiệu quả đó là từ Google, tức là có hai hướng là Google Ads và SEO. Thì ok, nếu bây giờ câu hỏi đặt ra là Facebook Ads đóng vai trò gì trong việc xây dựng web so sánh, thì Facebook cũng có một cái vai trò khá là quan trọng, đó là đổ traffic về cho các bạn để các bạn có thể là nâng tầm của web lên này, nhiều người biết hơn và SEO tốt hơn. Thì đó, đó là cái tác dụng của Facebook Ads đối với web so sánh ha. Thì mấy bạn phải, nếu mà mấy bạn có ý định làm web so sánh giá thì mấy bạn nên phân biệt giữa các cái tác dụng của Facebook và Google là gì đối với web của mình, để các bạn có thể là có được cái sự mà chuẩn bị tốt hơn cũng như là dẫn traffic đúng cách hơn. Bạn Đoàn Xuân Tâm có hỏi thời điểm này chạy tài bằng UID xếp hạng còn khả thi không bạn? Thời điểm hiện tại chạy ads sử dụng công cụ lấy tệp UID còn khả thi không? Thì câu hỏi này Thịnh có thể trả lời cho bạn không? Được. UID. Thì UID luôn là một cái vấn đề gọi là nóng bỏng. Rất là nhiều bạn thích UID tại vì kiểu được lấy thông tin của đôi data đối thủ thì rất là thích. Thì Thịnh có trả lời như thế này luôn. Thì UID hiện tại chạy vẫn được như bình thường. À không không, nó thế là sai. UID hiện tại không chạy được. Nhưng mà chuyển đổi từ UID sang email số điện thoại và dùng cái tệp email số điện thoại đó để chạy quảng cáo là chuyện bình thường, là vẫn được. Nhưng mà thì ở trên blog Thịnh cũng có một cái bài chia sẻ, Thịnh cũng nói rất là kỹ về vấn đề này. Đó là Thịnh nói là dù bạn chạy như thế nào đi chăng nữa thì cái tệp khách hàng đó bạn cũng phải đồng ý một cái điều là đối thủ của bạn họ đã chạy trước rồi, họ đã tiếp cận với lại khách hàng đó trước rồi, cho nên là cái việc mà sử dụng cái tệp khách hàng của đối thủ đó về cho mình như thế nào thì buộc lòng bạn phải tự linh hoạt sáng tạo và áp dụng. Chứ nếu mà bạn chạy lại cái sản phẩm cũ thì nó không còn ý nghĩa gì nữa, tại đối thủ họ đã chạy rồi, bây giờ bạn chạy lại cũng chỉ tốn tiền thôi chứ đâu được gì. Ok, bạn Nguyễn Thị Anh có hỏi là em chào anh, hiện tại em chạy quảng cáo chi phí comment khá cao, CPM cũng cao, anh cho em kinh nghiệm điều chỉnh quảng cáo khi mà giá quá đắt thì điều chỉnh ở đâu ạ? Em cảm ơn. Có lẽ quảng cáo mà giá đắt quá thì tắt đi thôi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Quảng cáo mà giá đắt quá, comment cao quá thì bạn coi lại content thôi. Coi lại tài ghét rồi. Nếu mà bạn thấy mà nó không khả thi thì bạn chỉ có cách là tắt đi và tạo quảng cáo mới. Bạn Hoàng Quốc có hỏi chào Thịnh, chạy tài khoản business bây giờ có phải có giấy phép kinh doanh? Vậy những người chạy cá nhân phải quay về chạy tài khoản hả Thịnh? Nếu không thì Thịnh có thể góp ý giải pháp về vấn đề này không? Thì cũng như cũng có một cái cập nhật mới của Facebook là chạy quảng cáo business á, ad manager thì phải có giấy phép kinh doanh, còn nếu không thì phải chạy theo kiểu là quảng cá nhân. Thì không biết là đã cập nhật cái chuyện này và có giải pháp nào cho các bạn? Thật sự là mình cũng đã thấy và mình không hiểu là vừa rồi Facebook họ cập nhật như thế nào, nhưng mà mình vẫn thấy tạo tài khoản business vẫn bình thường. Mình thấy tạo business vẫn bình thường và các bạn học viên của mình vẫn tạo bình thường, mình chưa thấy vấn đề gì về cái việc cập nhật giấy phép kinh doanh. Thì chắc là mình nghĩ là tới lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái cách nó lách, chứ cũng không có dám nói trước được là Thịnh có cách gì để lách được không. Thì tới đó coi tình hình tùy như thế nào thì chúng ta mới lách được thôi, còn không thì quay về tài khoản cá nhân chạy. Bạn Hoàng Quốc ơi, thì chắc là nói chung là bất kỳ các cái vấn đề thay đổi cập nhật nào của Facebook thì không hẳn là cái cập nhật đó sẽ được Facebook giữ từ đó cho đến về sau. Tức là có khi họ sẽ update một cái điều gì đó mới, sau đó họ thăm dò ý kiến người dùng và nhiều người dùng phản đối quá, họ thấy cái này không ổn nè, Facebook làm vậy là không ổn nè, thì user mà recommend lên hay là user mà phản hồi lại thì có thể họ sẽ bỏ cái policy đó. Và điều này hoàn toàn là có thể và đã từng xảy ra trước đây rồi. Và Facebook là họ đưa ra khá nhiều policy, một số policy thì là hợp lý này, nhưng mà một số policy thì khá là cứng nhắc và không hợp lý. Thì khi đó cộng đồng user mà phản hồi lên thì có thể là họ sẽ không còn sử dụng policy nữa. Thì mình nghĩ thực ra là cái giấy phép kinh doanh này không phải là marketer nào và bạn, tất cả bạn nào chạy quảng cáo Facebook đều có thể là một tỷ lệ quá nhỏ so với tổng số người mà đang sử dụng Facebook ạ, đúng không ạ? Thì thế là mình cũng không, mình tin nghĩ là không chắc là cái policy này sẽ được giữ nha các bạn. Bà Vũ Xuân Thủy có hỏi, mình có trang khá nhiều theo dõi bị giới hạn đổi tên, giờ làm Access Chain cũng đổi để dùng, thì chia sẻ cách đổi tên qua trang business được không? Thì cái fanpage, cái số lần đổi tên của fanpage thì nó có giới hạn, và nếu mà hết hạn của nó rồi thì như là không được đổi, đúng không? Đúng rồi, chính xác rồi bạn. Nghĩa là đổi tên fanpage thì
nói chung là còn đổi được thì hỏi thôi chứ bây giờ tùy bay, chứ bây giờ hỏi thế mình cũng khó trả lời được, khó trả lời chính xác lắm. Thì hồi trước thì cũng một kinh nghiệm cũng khá vui của mình đó là mình cũng muốn đổi tên một fanpage mà nó đã bị giới hạn đổi rồi, sau đó thì mình đăng lên một cái group mà có nhiều các bạn làm social, xong rồi hỏi là ở có ai đổi tên được không, có thì mình thôi đổi tên này với giá là mấy triệu đó. Cuối cùng là có một bạn nhận nhưng mà cuối cùng bạn không đổi được, bạn cũng không đổi được vì Facebook không cho đổi nữa, là mình bó tay. Sau đây mình quay lại một số các câu hỏi, một số câu hỏi cuối cùng của cái buổi livestream. Về chuyện kháng nghị, thỉnh thoảng Facebook khóa tài khoản, khóa thẻ dù mình không vi phạm gì, thì lúc này thì nó sẽ có một cái nút là kháng nghị đúng không ạ? Thì bạn này hỏi là phải làm gì trong trường hợp này và làm thế nào để hạn chế bị khóa? Đầu tiên á, mình gặp cái trường hợp này rất là nhiều bạn inbox hỏi mình vì về chuyện khóa. Đầu tiên á, trước khi mà bạn kháng nghị thì bạn phải chắc một điều là bạn có sai cái vấn đề gì không. Tại vì có nhiều cái á, về policy của nó mà bạn của quảng cáo Facebook á, bạn nghĩ là mình không sai. Bạn nghĩ là bạn mình không sai nhưng mà bạn đang sai rành. Thì mình sẽ điểm qua một số những cái lỗi cơ bản nha, một số những cái lỗi cơ bản. Đầu tiên á, là ví dụ bạn chạy CBO thì sẽ có những cái từ ngữ ví dụ như là sinh sản, sinh dục, tăng kích thước mùng 1, sinh lý, thì những cái từ hoặc từ đó là chắc chắn là bị cấm khi mà bạn viết nội dung rồi. Cái thứ hai nữa đó là những cái từ khóa mà liên quan đến cái việc bảo đảm 100% hay là dạ, bao nhiêu ký trong bao nhiêu đúng rồi, đúng rồi cũng... hay là guarantee 100% percent ở bên nước ngoài á, khi bạn chạy những cái post nước ngoài cũng vậy, guarantee 100% là nó cũng sẽ đánh lỗi ngay tại vì nó biết là không có gì là 100% cả, nó biết là bạn chém gió rồi đúng rồi, cho nên đó là nó không muốn bạn cái người dùng bị lừa như thế, cho nên là nó sẽ làm khó, nó sẽ khóa như thế. Thì đó là một số những cái lỗi. Thì về lỗi thì nhiều lắm, lỗi thì rất là nhiều, mình không có thể kể hết được, thì tiện các bạn cứ lên blog.thanhthinhphu.com để xem thêm vậy nhé. Ok mấy bạn ơi, thì khi mà mấy bạn chạy thì cái việc khóa tài khoản có thể là bạn nghĩ là mình không vi phạm gì, tuy nhiên thì là thực ra là bạn có vi phạm nên Facebook nó mới khóa thôi. Cái thứ hai là hiện tại thì Facebook có cái đội ngũ kiểm tra khá là chặt chẽ và là người Việt luôn các bạn ha. Thì nên vì thế là các cái câu chữ của các bạn, dù là các bạn bảo là Facebook nó là người Mỹ thì làm sao nó hiểu được mình viết gì mà nó khóa. Tuy nhiên là cái đội ngũ của Facebook bây giờ là rất nhiều người Việt nha các bạn, nên là họ đọc từng quảng cáo của các bạn và xét duyệt hàng ngày. Vì thế là kể cả khi các bạn viết tiếng Việt thì Facebook vẫn chặn được các bạn như thường. Một câu hỏi cuối cùng, Facebook Ads phù hợp và không phù hợp với các chiến dịch nào? Cái asset chơi ví dụ như là e-commerce, financial, travel, CBO có là phù hợp hết nhưng mà cũng tùy sản phẩm. Để mình trả lời câu hỏi này cho bạn nè. Facebook Ads phù hợp và không phù hợp với cho các chiến dịch nào? Thương mại điện tử, tài chính, du lịch hay là CBO? Thì trả lời một câu luôn là Facebook nó có thể phù hợp với tất cả những cái chiến dịch này được hết á. Bạn có thể chạy thương mại điện tử, tài chính thì đó có chạy Doctor Đồng nè, travel thì chạy du lịch Ivivu, còn CBO thì đó như bây giờ các bạn thấy. Thì nhưng mà có một cái nào nên ưu tiên chạy thì mình ưu tiên chạy những cái mà có commission nó cao ha. Bạn ưu tiên cho mình chạy những cái mà nó có commission nó cao một chút, chứ không ai lấy chiến dịch sách của Tiki đi chạy quảng cáo cả, thì cái tiền nó sẽ không bù, tiền commission không bù nổi tiền quảng cáo đâu, lấy đâu ra tiền lời cho bạn đó. Thì cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên những cái chiến dịch mà có commission cao, thì ở thời điểm này những chiến dịch có commission cao thì chắc chắn không lại đâu ở CBO rồi, chắc chắn là CBO chúng ta nên ưu tiên chạy trước. Và một số chiến dịch hiện tại AdSense đang có commission khá cao như chiến dịch mỹ phẩm Nhật Bản và một số chiến dịch mỹ phẩm trắng da như Revlon Cosmetics hay là cái sản phẩm gel rửa mặt các bạn. Các bạn lên dashboard của AdSense các bạn sẽ thấy là bọn mình đang có một số chiến dịch mà cái commission của nó đến gần 50% hoặc hơn 50% luôn. Thì mấy bạn nên chọn những chiến dịch như thế để mà chạy cái chuyện mà paid ad. Tức là mấy bạn một khi mà mấy bạn đã xác định là bỏ tiền ra chạy ad thì nên chạy chọn những chiến dịch mà có cái commission cao ha. Thì cũng như vừa rồi thì có nói là các chiến dịch này đều phù hợp, tuy nhiên là mấy bạn hãy cân nhắc một số yếu tố, ví dụ như là sản phẩm này có nhạy cảm hay không, bạn có đủ khả năng để làm content để mà làm cho Facebook không khóa tài khoản của bạn không, nếu mà bạn chạy sản phẩm nhạy cảm, hoặc là chiến dịch này có cái commission là như thế nào, có đủ để chạy hay không. Ok, thì đó là tất cả các câu hỏi mà các bạn Boxer đã gửi về cho AdSearch, cũng như là các bạn Boxer đang theo dõi livestream này đặt câu hỏi cho Thịnh cũng như là Nhật
đại diện từ phía ACJ. Thì các bạn ơi, nếu mà các bạn có thêm câu hỏi nào liên quan đến Facebook Ads và muốn hỏi Thịnh á, thì các bạn có thể comment ngay ở dưới đây hoặc là inbox cho fanpage của ACJ. Thì nếu sau livestream này mà các bạn vẫn còn có câu hỏi thì mình sẽ gửi câu hỏi đến cho Thịnh để Thịnh có thể trả lời các bạn ha. Hoặc là chính về phía nếu câu hỏi liên quan đến phía ACJ thì bên team của ACJ sẽ có các bạn để mà support các bạn ha. Ok, mình thấy là nãy giờ thì mình cũng đã trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn đang theo dõi livestream rồi. Thì buổi livestream này cũng đã kéo dài, cũng đã khá là dài rồi, thì mình và Thịnh cũng xin dừng lại tại đây. Rất là cảm ơn các bạn publisher trong group ACJ kiếm tiền online của ACJ đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay bọn mình đã có một cái livestream rất là đặc biệt, đó là có một bạn khách mời đến từ ACJ Academy, là bọn mình livestream ngay trong group chứ không phải là livestream trên fanpage như những tuần trước. Thì thế là cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái livestream tiếp theo và với những cái chủ đề hấp dẫn hơn nữa, cùng với những khách mời cũng thú vị và đẹp trai như cái gì bạn định đây. Xin chào các Rồi, bạn, hẹn gặp lại. tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nha.